Trâm xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Thời sự 365, kênh thông tin tổng hợp những tin tức thời sự hấp dẫn nhất đang diễn ra trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất hàng ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đồng hành cùng chúng tôi điểm qua những tin tức đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Chính thức dừng hoạt động các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh bỏ kiểm tra xét nghiệm âm tính tại các cửa ngõ. Bắc Ninh phát hiện chùm 11 ca mắc cộng đồng liên quan trường mầm non. Nhật tặng 36 toa tàu cũ cho Việt Nam, cũ người mới ta. Bị cáo Nguyễn Thành Tài, tôi cảm thấy rất đau xót, cay đắng và nặng nề. Chính thức dừng hoạt động các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào Hà Nội. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao công an thành phố dừng hoạt động của các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ, phối hợp Sở Y tế, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương giám sát kiểm soát y tế. Ngày 22 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã ký ban hành công điện số 22 về việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Cụ thể, với quan điểm xuyên suốt nhằm giữ vững thành quả đạt được, Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch trong từng lĩnh vực, từng địa phương, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch những tháng cuối năm. Ban chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trong hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, đảm bảo nguyên tắc theo quy định của chính phủ, thành phố, đặc biệt là đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại nhà ga, bến tàu, địa điểm công cộng, kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Các địa phương thường xuyên đánh giá, cập nhật cấp độ dịch trên từng địa bàn theo hướng dẫn của ngành y tế và chủ động triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và quy định của Trung ương và thành phố. Thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã huy động sự vào cuộc của các lực lượng từ cơ sở, nòng cốt là lực lượng công an kết hợp với việc phát huy vai trò của các tổ COVID cộng đồng, mô hình liên gia tự quản, các lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng, đội tự quản, các đoàn viên, hội viên, nhất là đoàn viên thanh niên tình nguyện, cựu chiến binh trong công tác phòng chống dịch bệnh, rà soát giám sát di biến động dân cư, nhất là người từ các địa phương khác về thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức hướng dẫn triển khai kịp thời việc công bố, cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn và vùng cách ly y tế phong tỏa thuộc thành phố và các biện pháp áp dụng tương ứng trên cổng thông tin điện tử của địa phương và ngành y tế. Thông tin tuyên truyền kịp thời để các tổ chức, đơn vị, người dân thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch trên địa bàn. Đặc biệt, Hà Nội giao Sở Y tế báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Chính phủ xem xét cho phép điều chỉnh các tiêu chí cấp độ dịch cho phù hợp, đảm bảo quy định tại Nghị quyết số 12 của Chính phủ. Ngành y tế duy trì công tác xét nghiệm tầm soát các đối tượng, khu vực có nguy cơ cao theo chỉ định của cấp ngành. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm vaccine, ưu tiên tiêm vaccine mũi 2 cho nhiều nhóm đối tượng tại các khu vực nguy cơ lây nhiễm cao, tiến tới tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi khi có vaccine và hướng dẫn của Bộ Y tế. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu công an thành phố chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng, nhất là tại cơ sở và các địa bàn, khu vực cách ly y tế. Đáng chú ý, công an thành phố được giao dừng hoạt động của các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố, chủ trì phối hợp với Sở Y tế, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương giám sát, kiểm soát y tế đảm bảo việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với các tổ chức, cá nhân liên quan tại các sân bay, nhà ga, bến xe và các tuyến giao thông của ngõ trên địa bàn thành phố theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tham khảo ý kiến của đại diện ban phụ huynh học sinh để khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động giáo dục và đào tạo tương ứng cấp độ dịch tại các địa bàn. Đáng chú ý, trong công điện dài 4 trang được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày hôm nay không có nội dung thể hiện thành phố đang ở cấp độ dịch nào. Trước đó, ngày 12 tháng 10, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 4800 hướng dẫn các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch. Đến tối ngày 15 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội phát đi thông tin cho biết Hà Nội có 2 tiêu chí đạt cấp độ 1 căn cứ theo nội dung quyết định 4800 do Bộ Y tế ban hành.
thành phố Hồ Chí Minh bỏ kiểm tra xét nghiệm âm tính tại các cửa ngõ. Thưa quý vị, thông tin mới nhất từ lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại 12 chốt cửa ngõ thành phố đã bỏ kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính COVID-19, chỉ kiểm tra khai báo y tế và chứng nhận tiêm chủng vaccine. Chiều ngày 20 tháng 10, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại 12 chốt cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh không còn kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Theo đó, lực lượng chức năng tại 12 chốt chỉ kiểm tra khai báo y tế trên phần mềm VNEID, chứng nhận tiêm chủng 2 mũi vaccine COVID-19 hoặc 1 mũi sau 14 ngày, hoặc F0 khỏi bệnh dưới 180 ngày đối với người vào thành phố. Trước đó, nhiều tài xế phản ánh với phóng viên tại trạm thu phí Long Phước kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 đối với người vào địa phận thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, nhiều tỉnh thành đã không còn áp dụng hình thức kiểm tra này. Nhiều trường hợp khi vào thành phố Hồ Chí Minh nhưng không có giấy xét nghiệm âm tính bị buộc quay đầu xe để tìm chỗ xét nghiệm khiến người đi đường bức xúc. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương thực hiện theo nghị quyết số 1812 mà Bộ này ban hành ngày 16 tháng 10. Theo đó, các đơn vị chỉ yêu cầu chứng nhận xét nghiệm âm tính COVID-19 với hành khách đi xe từ địa bàn có cấp độ dịch số 4. Bắc Ninh phát hiện chùm 11 ca mắc cộng đồng liên quan trường mầm non. Thưa quý vị, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận chùm 11 ca mắc COVID-19 cộng đồng ở huyện Quế Võ. Chùm ca bệnh này liên quan đến các ca bệnh tại trường mầm non Sa Mai, thành phố Bắc Ninh, được phát hiện cách đây 10 ngày. Trao đổi với báo chí chiều ngày 20 tháng 11, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Bá Quân cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện chùm 11 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trước đó, trong ngày 19 tháng 10, huyện ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 tại khu 3, thị trấn Phố Mới là gia đình liên quan đến ca bệnh tại trường mầm non Sa Mai. Ngay sau đó, huyện đã tập trung các biện pháp cách ly, khoanh vùng, xét nghiệm SARS-CoV-2, truy vết để nhanh chóng xác định các ca bệnh và các trường hợp có liên quan. Đến chiều nay, đã ghi nhận tổng cộng 11 ca mắc. Ông Quân thông tin, có một số là phụ huynh, các cháu học sinh và cô giáo có liên quan đến các ca mắc COVID-19. Hiện chúng tôi đang chỉ đạo rà soát các trường hợp F1, F2 liên quan, đặc biệt là trong khu vực trường học và khu 3 thị trấn Phố Mới để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Cùng với đó, công tác tiêm phòng vaccine cũng được triển khai khẩn trương. Ngay trong buổi chiều ngày 20 tháng 10, huyện đã triển khai 5 điểm tiêm phòng cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn, dự kiến sẽ tiêm xong khoảng 60.000 liều trong ngày mai. Đối với các hoạt động dạy và học, huyện chỉ đạo các trường học trên địa bàn thị trấn Phố Mới, xã Châu Phong và xã Phổ Lãng tạm thời cho học sinh ngừng đến trường. Chiều nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Ninh cũng liên tiếp phát 2 thông báo khẩn tìm người đến 11 địa điểm có liên quan đến các ca mắc COVID-19. Đáng chú ý, thông báo khẩn này tìm người liên quan đến các trường học trên địa bàn huyện Quế Võ và thành phố Bắc Ninh, gồm trường tiểu học Đại Phúc, trường mầm non thị trấn Phố Mới và trường trung học phổ thông Quế Võ 1. Nhật tặng 37 toa tàu cũ cho Việt Nam, cũ người mới ta. Thưa quý vị, trước việc Nhật có nhà ý tặng 37 toa tàu cũ cho đường sắt Việt Nam, nhiều ý kiến trái chiều nổ ra. Tuy nhiên, nếu Việt Nam nhận 37 toa tàu kia thì nên nhìn nhận như thế nào? Trước đó, đối tác Nhật Bản cũng đã chuyển giao toa xe cũ cho nhiều nước. Thông tin công ty đường sắt Đông Nhật Bản gọi tắt là GRX tặng tổng công ty đường sắt Việt Nam 37 toa tàu đã qua sử dụng 40 năm, nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Có ý kiến cho rằng toa xe đã được đối tác Nhật sử dụng rất lâu rồi, nếu nhận về chẳng khác nào Việt Nam thành bãi rác công nghiệp. Ngược lại cũng có luồng ý kiến nhìn nhận tính an toàn và độ bền Nhật Bản luôn là số 1. Nên nếu nhận các toa tàu Nhật Bản loại ra, đưa về cải tạo, bảo dưỡng sử dụng vẫn còn rất tốt. Để có thể đưa ra đánh giá có nên nhận chuyển giao toa tàu xe cũ của Nhật Bản hay không thì cần phải dựa vào tính hiệu quả kinh tế, xã hội và tác động về môi trường. Về tính hiệu quả kinh tế, theo tính toán của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam gọi tắt là VNR, nếu nhận được những toa tàu Nhật chuyển giao đưa vào lắp đặt, khai thác sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc mua mới. Bởi để đầu tư 37 toa tàu mới này, VNR phải bỏ ra 1.110 tỷ đồng, trong khi nhập khẩu 37 toa tàu cũ chỉ mất chi phí vận chuyển, hải quan chỉ vào khoảng 140 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngành đường sắt đang gặp rất nhiều khó khăn, thiếu vốn đầu tư, việc nhập 37 toa tàu cũ của Nhật sẽ giúp VNR tiết kiệm được 1.110 tỷ đồng so với nhập toa tàu mới. Hơn nữa, về trình độ công nghiệp đường sắt, những toa xe này đối với Nhật là cũ, nhưng với đường sắt Việt Nam lại là mới, trong khi Nhật Bản đang là nước có nền công nghiệp đường sắt hàng đầu thế giới với hệ thống tàu Shinkansen
hiện đại với tốc độ tàu chạy 320 km/h đang hướng tới 700 km/h, thì hàng trăm năm qua chúng ta vẫn sử dụng hệ thống đường sắt khổ đơn 1000mm vốn đã quá lạc hậu. So sánh tàu cũ 40 năm của Nhật với những đoàn tàu của đường sắt Việt Nam hiện nay cũng cho thấy khoảng cách về tính hiệu quả. Trong khi tàu đường sắt của chúng ta là động lực tập trung, mỗi đầu máy kéo theo cả đoàn xe 13 đến 15 toa, nhưng sẽ bất hợp lý trong trường hợp ngày thường khách đi ít, chỉ cần 4-5 toa mà vẫn phải dùng đầu máy lớn kéo. Thực tế này khiến chi phí nhiên liệu cao sẽ phân bổ và giá vé làm giảm năng lực cạnh tranh. Trong khi với toa xe tự hành DMU mà Nhật muốn chuyển giao cho Việt Nam, thì 1-2 toa cũng có thể tự chạy mà không cần đầu máy kéo, nên tính linh hoạt và hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn. Nếu có những toa xe này chạy trên các tuyến khoảng 300 km trở lại như Hà Nội Vinh, Hà Nội Hải Phòng, Sài Gòn Phan Thiết sẽ giảm được chi phí chạy tàu. Mặt khác, có thể tăng tần suất chạy tàu trên các tuyến ngắn, không phụ thuộc vào giờ tàu cố định từ trước, cứ đủ khách là chạy. Về tác động môi trường, theo đánh giá của VND, tàu hỏa có cách dầu nhỏ, tỷ lệ nhựa ít, phần lớn là sắt thép nên rác thải công nghiệp ít. Các toa xe này có thể vận hành thêm 15 năm nữa rồi thanh lý. Lúc đó toàn bộ thép trên tàu có thể tái sử dụng nên không đáng lo ngại. Thực tế, những đoàn tàu của đối tác Nhật muốn chuyển giao cho đường sắt Việt Nam hiện vẫn được chính doanh nghiệp trong nước Nhật nhận lại, tiến hành cải tạo thành những toa xe sang trọng để phục vụ vận chuyển khách du lịch. Không những thế, trước khi có nhà ý chuyển giao cho đường sắt Việt Nam, phía đối tác Nhật đã chuyển giao hàng trăm toa xe kiểu này cho Nga năm 1993, Myanmar, Philippines. Các nước này sau khi nhập về đều khai thác phục vụ vận tải hành khách. Điều quan trọng nhất trước khi đi đến quyết định có nhập về những toa xe cũ của Nhật hay không, VND không thể chỉ căn cứ vào niên hạn sản xuất để nhập khẩu, mà còn đánh giá thực tế về chất lượng những toa xe này. Đặc biệt, khi nhập về phải tính đến chi phí bảo dưỡng, vận hành sau này, cũng như chi phí hoán cải sử dụng đảm bảo tính hiệu quả. Cũng không ít ý kiến đặc biệt của những người sống và hiểu biết về tình hình Nhật cho rằng, theo luật của nước này, mọi thứ không dùng được bị coi là rác, chi phí xử lý rác thải ở Nhật Bản cực cao. Bên đem tặng nếu được tặng thì sẽ lời to vì không tốn một đồng để xử lý rác. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng, dù tàu cũ nhưng chất lượng thép của Nhật có dùng đến mấy chục năm nữa cũng chưa gì xét. Chất lượng tàu so với những thứ chúng ta đang có và sắp có là hơn hẳn. Tất cả những yếu tố này đặt các cơ quan hữu quan Việt Nam trước bài toán khó, cũ người mới ta. Bị cáo Nguyễn Thành Tài, tôi cảm thấy rất đau xót, cay đắng và nặng nề. Thưa quý vị, theo dự kiến ngày 29 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cùng đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước đó phiên tòa được lên lịch vào tháng 6 nhưng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên phiên tòa tạm hoãn. Mới đây, chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản yêu cầu tòa chuyên trách nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử. Theo hồ sơ vụ án, khu đất 812 Lê Duẩn là tài sản của nhà nước. Năm 2007, khu đất này do công ty quản lý kinh doanh nhà quản lý cho 4 công ty thuộc Bộ Công Thương thuê làm trụ sở. Khu đất vàng này được Ban chỉ đạo 09 do Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân làm trưởng ban, đề xuất giao công ty quản lý kinh doanh nhà lập thủ tục bán đấu giá và chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Yêu cầu đưa ra là nhà đầu tư thực hiện dự án phải có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn. Trong quá trình thực hiện chủ trương trên, ông Nguyễn Thành Tài với cương vị là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã có nhiều quyết định trái pháp luật, chấp thuận cho công ty Hoa Tháng Năm được thuê đất 812 Lê Duẩn để thực hiện dự án. Ông Tài và đồng phạm bị cáo buộc dù biết hồ sơ dự án chưa đầy đủ, chưa được phê duyệt, chưa thẩm định, nhưng vẫn đề xuất ký các quyết định vi phạm pháp luật dẫn đến khu đất vàng bị chuyển nhượng sang công ty của Lê Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Hoa Tháng Năm, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Với hành vi của mình, ông Nguyễn Thành Tài bị tuyên phạt 8 năm tù, bà Thúy 5 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Không chấp nhận phán quyết trên, từ trại giam T17 Bộ Công an, ông Nguyễn Thành Tài viết đơn kháng cáo dài hơn 11 trang giấy để gửi tới Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đơn, ông Tài nêu ra hàng loạt lý do để xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông Nguyễn Thành Tài nêu trong đơn kháng cáo: "Khi nghe tòa tuyên án, tôi cảm thấy rất đau xót, cay đắng và nặng nề. Bởi lẽ cuộc đời tôi sinh ra trong một gia đình có công với cách mạng. Bản thân tôi tham gia hoạt động kháng chiến từ khi còn rất trẻ, trải qua nhiều môi trường hoạt động, chiến đấu và công tác khác nhau, đối mặt với nhiều khó khăn cận kề với cái chết, nhưng không hề nao núng." Bên cạnh đó, ông Tài nói mình luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ theo đúng chủ trương, chỉ đạo trước đó của Thường trực UBND,
Đồng thời ông Tài khẳng định mình không có hành vi cố ý làm trái với mục đích vụ lợi. Về thiệt hại trong vụ án, ông Tài nhận định hành vi của mình không gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí cho nhà nước. Theo ông, đến nay, quyền sử dụng đất 812 Lê Duẩn chưa bị chuyển giao cho bên thứ ba nào. Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng chủ trương xây dựng khách sạn 5 sao tại khu đất 812 Lê Duẩn đã được thông qua trước đó và không có sự thay đổi. Khi được phân công quản lý mảng đô thị, ông khai căn cứ vào chủ trương cũ của UBND TP.HCM để đưa ra các chỉ đạo thực hiện dự án. Liên quan đến vụ án, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm kêu oan. Ngoài ra, các bị cáo còn lại trong vụ án đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Cũng trong khuôn khổ của vụ án, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM có kháng nghị, đề nghị tòa phúc thẩm xác định lại số tiền thiệt hại trong vụ án. Viện Kiểm sát xác định số tiền bị thất thoát là 1.927 tỷ đồng, trong khi tòa sơ thẩm xác định thiệt hại chỉ ở mức 252 tỷ.